Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm Quê Tôi nha. Rồi hôm nay mình sẽ quay cho mấy bạn và bà con xem về hội trình diễn máy Yanmar ở quê mình các bạn. Thì hôm nay họ sẽ trình diễn hai con máy, một cái con máy cắt lúa là Yanmar IH850 nha. Rồi cái con máy cày là 357A các bạn. Rồi hôm nay mình sẽ quay sơ lược về cái con máy cắt trước, rồi clip sau mình sẽ quay cho mấy bạn xem về con 357 nha. Rồi mình xem thử cái con IH850 này nó có cái gì tốt và trội hơn những dòng máy trước nha các bạn. Rồi trước mắt của mấy bạn đây, con máy là IH850. Rồi cái con này thì mã lực của nó thì mình được biết là 85 mã lực các bạn ơi. Ồ, ta lái qua lăng nè. Ta lái này giúp cho chúng ta là di chuyển một cách là dễ dàng với tốc độ cao những cánh đồng mà có địa hình không dung dứt luôn đó các bạn. Rồi nó thuận tiện cho mình ở vấn đề đó nha. Trong những cái ruộng hẹp mình cũng có thể đi là cũng ok nè. Rồi bây giờ mình xuống đây. Ô, thùng độc lớn và dài nó mấy bạn ơi. Rồi cái chiều dài này thì nó tới là 1850mm lần. Ôi, đường kính của nó tới 640mm các bạn ơi. Thì thông thường mình được biết á, những cái thùng đập nó lớn như thế này nè thì nó giúp cho chúng ta xử lý gom rất là nhanh nha, đập lúa cũng nhanh luôn, sạch và nó hạn chế vấn đề mà thất thoát đó các bạn. Rồi cái sàng lọc này nó cũng ok, sàng lọc lớn để giúp lọc những cái hạt lép nó ra nè. Cái lưới đập cũng lớn luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay xuống bánh xích nha. Rồi các bạn xem mình Yanmar nó đã cải thiện như thế nào cho những cái bánh xích của nó khi mà nó chống lầy này nọ các bạn. Bánh xích này nó dài rộng rồi các bạn ơi. Thì nếu mà dài rộng như thế này thì khả năng chống lầy của nó rất là tốt khi mà nó đi ở những vùng đất ẩm ướt thấp, đặc biệt là những cái vùng đất lung, đất trong vườn đó các bạn, nó hay bị lúng lầy. Hôm gài thì mình hay quay mấy cảnh cắt lúa trong vườn không à. Wow, các bánh lăng được thiết kế rất là dày mấy bạn ơi. Thì lợi này thì nó giúp tăng khả năng làm việc của cái máy nè, nó chịu lực cũng tốt nữa nè. Bánh dẫn động này nó cũng gời. Thì khi mà mình thay này nọ thì mình không cần tháo cái bánh xích ra luôn nè. Nó thấy chưa? Cái khoảng cách gầm tiếp đất này nó cao mấy bạn ơi, gần 5 tấc này. Của nó là 420mm đó mấy bạn. Thì cái này thì nói chung là nó chống lầy, lúng. Rồi nó giúp thuận tiện khi mà mình thu hoạch đó, nó không bị gián đoạn đó các bạn. Rồi bây giờ mình ra trước mình quay cho mấy bạn xem về cái bông bư đó, hay còn gọi là cái cuồng gặt á. Coi nó im không nha các bạn. Cái này là nó sử dụng xích truyền động. Rồi chính vì điều này thì nó chịu tải cao và nó cắt lúa sập ngã này nọ rất là tốt nè. Rồi với thiết kế cái chỗ ngồi giúp cho tài xế nó dễ dàng quan sát hết bông bư luôn, cái hàm cắt luôn nè mấy bạn. Rồi giúp cho cái khả năng thu hoạch này nọ là nó không bị thất thoát nè. Rồi bây giờ mình xem nó ra đồng nó làm việc như thế nào nha. Rồi mình mời cả nhà, mời bà con nông dân mình cùng ra đồng xem cái con Yanmar IH850 này chạy như thế nào nha các bạn. Rồi chuẩn bị trình diễn các bạn. chạy xe à các bạn ơi. Rồi ta tập trung xuống đây, ta đi xuống này quá, này hơi khó xuống rồi. Lên chặn xe cái đó. Gom lên dặn lấy trời.